Hello, alo anh em, chào mừng các bạn và các fan đã quay trở lại. Hôm qua thì chắc chắn là có clip Aracarat Rock, nhưng mà hôm qua ấy, cái lúc mà mình chuẩn bị vào việc thì trời mưa các bạn, và kết quả là mưa nguyên một đêm luôn. Mưa nguyên một đêm mà sau đó là sao? Người ta cắt điện các bạn. Kiểu mà cắt điện á, thành ra mình không có điện là mình làm biết cho các bạn xem. Mình đang nói hôm qua, tối hôm qua nó mưa, mưa nguyên một đêm luôn, mình nghĩ đâu mưa tí, mưa nguyên đêm vãi trưởng thiệt. Cái là kiểu mà mưa to luôn cơ, thành ra là kiểu chắc là người quản lý điện lực ấy, người ta sợ có tai nạn chập điện hay gì á, người ta cắt luôn á, dù sao thì cũng là nửa đêm. Thì cũng chắc cũng không ai quan tâm đến điện nhiều lắm đâu. Thế nên là người ta cắt điện luôn, thế là không có clip. Thế nên là điện thoại còn pin thì mình quay được cái gọi là cái ARK Mobile khổ, gọi là cài đồng hồ dậy đúng giờ để mà còn gọi là vào việc cho anh em có clip. Thế quái nào trời nó mưa anh em ạ, thế nên là mất điện luôn khổ. Thì được rồi, đó là lý do hôm qua không có clip. Còn hôm nay chúng ta má bọn này nó lên phe với nhau, nó đẻ thêm quản nữa kìa. Hai T-Rex nó đẻ thêm thằng nữa này không ạ. Còn đây là cái con T-Rex con à, nhưng mà lớn mất tiêu rồi, lớn nhanh vãi cứt. Còn đây là con Spino, con này thì sao đây? Con này là cái con lúc đầu là mình bắt ba con đúng không, thì có một con được quả hai con cái, thì đây chắc là cái con cái mà mình cho nó yếu hơn, cái mình không cho nó phối á. À thì nó mình cho nó cái yên à. À con T-Rex này lên đứng chung với lại dòng họ nhà mày đi. Ở đây thì mình đang phối ra, sau này có gì đập boss còn artifact chắc mình chết luôn. Tại lười đi hang quá, với lại mình kém đi hang lắm. Ngày xưa chơi bản mobile lười đi mấy cái gì, mấy cái hầm ngục á, Zunel á. Bây giờ chơi cái bản này thấy mấy cái hang mà nó cũng kiểu kiểu vậy à. Cái là chán rồi muốn chơi các bạn. Mình lười mấy cái giải mã lắm, chán muốn chơi. Giải đố là tối lú à các bạn, không chịu được. Thôi được rồi, tập hôm nay thì mục tiêu là gì? Mục tiêu hôm nay mình lên núi sóng anh em ơi. Mình sẽ rời đi khỏi cái vùng đất này. Vùng đất này sẽ để lại cho những cái con trấu ma vương, à không ý, những cái con thú ma vương nó đứng đây nó canh giữ à. Những cái con thần binh, những cái thần thần tướng ở đây. Hôm nay mình sẽ không mang theo gì hết, và gọi là chỉ gọi là lên một cái thuyền bằng sắt thôi à. Chúng ta sẽ di cư qua khu núi khác, sẽ không ở đây nữa. Hôm nay di cư anh em ạ. Khu này thì quá là phồn vinh rồi. Phồn vinh nghĩa là gì? Quá là thịnh vượng rồi. Duty đam mớt à. Kiểu mà hôm nay mình sẽ bỏ hết đồ ở lại á, chúng ta lên núi tuyết sống. Đồng ý không? Chơi luôn chứ. À không, nó bỏ hết đồ lại cũng hơi dở dở. Nó lại hơi giống tập 1 nhỉ. À mình sẽ mang theo mấy đồ cơ bản nhá. Rồi, cái rìu, cái cúp với lại cái ống nhòm đi. Thơm thanh kiếm đi. À, quả cầu thú thú thì thôi khỏi cần mang luôn. À mình có làm mấy cái yên con thú này, Spino lấy ra cho nó mặc. À, trứng này chắc là up luôn nhỉ. Thôi kệ, mình chưa có thời gian up thì mình sẽ ở đây vậy. Để hôm nào nó đẻ gọi là vài chục con á, mình up một thở luôn. Để vài chục con nữa mình góp một thở vài chục con luôn à. Quá là đỉnh cao. Cây đuốc này. Hỏi nhiêu đây thôi à mấy bạn. Chúng ta lên đường. Tao 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 tao. Mình sẽ không ở đây nữa. Chán rồi mấy bạn. Chán cơm thèm phở. Con này chưa có yên đúng không? Đây yên của chú đây. À yên của em đây. Con này con cái anh em nhé. Con cái. Ui giời ơi, ra phản nhà Spino mà bốn con rồi các bạn, đỉnh không? Ồ, con này sao lạc đời lạc bầy này, hú lên cái xem nào, bạn con là hú nhá, đấy có thế chứ, ôi nó nâng cấp nhiều vậy. Đi không các bạn? Hôm nay di cư à? Ok, đi qua khu khác chơi. Khu này giờ hết rồi. Khu này giờ xác định là ma vương bá chủ rồi anh em ạ. À.
Iga thì cũng đang gọi là đứng đây rồi, không có vấn đề gì phải luyến tiếc nữa anh em ạ. Tạm thời đi khu khác gọi là trải nghiệm một cuộc sống ở một cái nơi phương xa. Chúng ta sẽ chỉ gọi là mang theo 4 thứ dụng cụ và một cái bộ giáp. Chúng ta sẽ mang theo rìu với cuốc và cái ống nhòm và cái thanh kiếm, và sẽ sử dụng cây cây thuyền này. Kiểu mà cũng nghĩ là cái gì đó để mà sử dụng cái thuyền này á, không có mình chớ ra. Trời ơi, cái thuyền này chớ còn tốn hơn cả cái lò nung các bạn. Cái lò nung này to đùng nè, nhưng mà cái thuyền còn thốn hơn cơ. Được rồi, để mình vào thử lấy thơm xăng à. Đấy, cũng phải hôi thơm tí xăng, không có nhớ may hết đường, hết xăng chợt chết đấy mấy bạn. Xăng đâu nhở? Còn xăng không? Còn có 5 xăng à. À ừ nhở, lần núi tuyết sóng thì mang theo giáp mấy bạn. Được, hợp lý. Đem theo một ít thịt. À thôi khỏi 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 mấy bạn. Cái này thì sao không đem cả căn nhà sang. Thôi được rồi ha. Một chai nước. Một cái iPhone 13 được còn giải trí trên đường đi. Thôi mang một ít thịt vào, không có trên đường đi chết đói các bạn. Hỏi đi các bạn. Mình cũng không biết là mình đi đâu nữa, nhưng mà mình sẽ đến một nơi nào đó nó khác hoàn toàn khu này à. Mình ở đây hoài à. Ok luôn. Giờ khu này giờ tôi ma vương thần thánh bá chủ rồi, thì còn chơi bời gì nữa, đi thôi các bạn. Đấy, lên bè đi thôi. Bọn mày ở đây canh nhà nhá, ta đi đây. Vĩnh biệt. À, nó vừa đi lại cả được. Đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi khu nào đây? Cái map này nó rộng như vậy mà ông không nghĩ là cái nơi nào ổn à? Sang núi băng nhỉ? Ừ, sang núi băng mẹ đi. Được anh em ạ, lên núi băng làm cái nhà cho nó mẹ oách xà lách. Được đây anh em, ý tưởng này hay đấy. Núi lửa thì thôi anh em, núi lửa toàn không có cây, chúng ta không làm nhà được. Này núi lửa nó không có cây, núi băng ít ra còn có cây có nước anh em ạ. Núi băng nó có cái sông băng, đúng rồi, tìm cái núi băng nào mà có cái sông băng chúng ta lên đó. Anh em thấy quả du thuyền đỉnh đỉnh cao không? Đỉnh vãi chưởng luôn. Đấy. Đẳng mà, đẳng của ma vương mà. Hỏi đi anh em ạ. Ta ta la ta 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 đi thôi đi thôi. Đi tìm cái gì đó mới mẻ trong cuộc sống ạ. Cái ý nghĩa khu nhà kia ở mình giờ bá chủ quá rồi. Ồ, chúng ta tới nơi rồi. Chưa chưa bạn, khu này vẫn nằm trong cái địa đạo núi lửa ha. Này toàn cái đá đen à. Núi kia thì vẫn chưa phải là núi băng rồi, chúng ta phải vượt qua cái khu núi lửa này và sắp vượt qua rồi, và sau khi vượt qua chúng ta phải gọi là phải tiếp tục vượt qua luôn cái khu núi kia thì may ra mới đến được cái khu núi 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 băng. Và núi băng nào nó phải gọi là một nơi có lối đi rõ ràng và có thể làm nhà và có nước, có sông băng. Ok không? Lên núi băng làm nhà là gặp mấy con du ti rồi đủ thứ à. Cũng có cái hay rồi đấy. Ok đi thôi. Xa thế nhở? Ừ xa quá mấy bạn, xa. Hôm nay thì mình hơi trầm cảm, thành ra là ăn nói nó hơi luyên thuyên tí, anh em thông cảm. Nay trầm cảm ạ, tại sao trầm cảm nói sau, không nói luôn. Đây chúng ta, à khu này khu mình farm silica này. Khu này là khu mà chúng ta vào đây là hơi bị nhiều ngọc trai à, nhưng mà thôi kệ đi, ngọc trai liên quan gì. Bây giờ chúng ta đến là núi băng, đấy. Thơ mới chặt đi chứ, không mang theo gì luôn, mang theo 4 cái dụng cụ và cái bộ giáp. Chỉ có thế thôi anh em ạ. Dạ ha, đi thôi đi thôi. Mà nó lâu quá, sao mà từ đi hoài chưa tới nơi vậy.
Ui đúng là rộng ha các bạn, rộng đấy. Mà đi bằng cái này là nhanh lắm rồi đấy, còn nó mà đi bằng cái thuyền gỗ thì có mà sắp mặt thật luôn. Các bạn đợi mình tí nhá. Alo 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 alo. Rồi mọi thứ vẫn ổn mà. Trời ơi quay clip như này cái hám lì nhất tớ là quên bật cam các bạn. Là sao kiểu mà ngồi quay clip xong cái đến lúc mà kết thúc video tôi ngó ra cái OBS á, tôi đang ngó cái phần mềm quay video, hóa ra tôi chưa bật quay từ đầu đến giờ, sắp mặt luôn. Đó là cái nỗi đau ám ảnh của nhiều người gọi là streamer vừa game anh em ạ. Đẳng lắm, ông nào cũng phải bị mắc phải một lần rồi, ít nhất là như vậy. Thật mà. Kiểu mà bật máy quay nhưng mà quên các bạn. Ngồi liên thoại liên thuyên lúc gọi là kết thúc video mới biết là mình chưa bật. Đây chúng ta ơi, tôi thấy núi băng rồi ha. Đây rồi, núi băng đây rồi. À, vượt qua cái khu gọi là ngọc trai chó chết này rồi, chúng ta sẽ đến núi băng. Ha ha. Đây có thể nói là một cái thế giới rất là ui cơ cắm học kìa. Megalodon các bạn, kệ đi nó không cắn được đâu. Cái thuyền gỗ này, à không, thuyền sắt này thì cực kỳ uy tín, là không có sợ cá voi nó phá đâu, thoải mái luôn. Sắp tới rồi anh em ạ, núi băng đây rồi. Anh em không ngờ là sẽ có một ngày tôi lại có một cái cảnh gọi là cảnh ma vương đi thuyền đúng không? Không ngờ luôn là mấy thằng ngày hôm bữa nó nghiền cưỡi rồng với Ritfin mà hôm nay nó đi cưỡi thuyền. Đấy. Anh em không ngờ sao lại có một tập như này luôn. À tôi dự tính là trên kia anh em, tôi nhớ đâu hôm bữa tôi qua đó tôi bắt cái con rú ti á, tôi để ý là có một cái sông đấy anh em. Được. Qua đó anh em ạ. Lên núi băng luôn, không nói nhiều anh em ạ. Thôi, chúng ta giải quyết lại tập này còn qua tùy game. Hôm qua cũng không có đăng. Ôi, tùy game rồi tôi đang tự nhiên tôi chơi mod à tấn săn cốt gì chơi ngáo ngáo ạ. Mod nó khó chơi quá. Chưa biết chơi như nào, kệ ạ. Cứ từ 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 từ. Mà lại còn bị văng game nữa cơ. Đẳng thực sự. Đây nhá, nếu các bạn đứng từ đây á, các bạn sẽ thấy được một cái con đường lên núi tuyết rất là to luôn. Và đương nhiên là không phải đường không đâu, toàn du ti đấy. Mình sẽ gọi là phải chơi như thế nào để mà có thể lên trên núi tuyết an toàn và làm một cái nhà. Mà trên núi tuyết thì có cây nhá, còn ít ra nó còn có cây thông. Còn núi lửa thì chịu. Núi lửa ít ra cũng phải có cây khô anh em ạ. Nhưng mà cây khô tôi nhớ đâu đến Mark the Center là sẽ có cây khô ở trên núi lửa. Nhưng mà farm nó không ra gỗ mà nó ra than anh em ạ. Đợt. Đẳng lắm. Thôi neo đậu ở đây thôi. Hết đát rồi ạ. Đậu ở đây hết đát rồi. Tính nhà mình sẽ không lên vội. Mình tạm thời sẽ xây một cái nhà ở đây và đặt một cái giường. Một cái nhà bé bé ở đây ha. Để mà chúng ta... Tạm thời chúng ta ở đây đi. Chứ bây giờ chạy lên trên kia ở luôn là tôi cũng hơi căng à. Nhóm mày chết là lại gọi là hồi sinh vào tạm dưới kia đấy. Là chúng ta sẽ đặt một cái căn cứ nhỏ ở đây cái đã. Nhóm mày chết thì còn quay lại đây ha. Xây tầm vài chục cái giường ở đây luôn. Đấy. Nội dung mới đúng không ạ? Khó quá. Chúng ta qua đây chúng ta chặt đá chặt cây. Bây giờ thì nhân vật của mình nó cấp độ nó cao rồi đó. Không giống như là cái thời gọi là đầu game có sắt nè. Đầu game nó khổ các bạn ơi. Đầu game nó khổ như trâu ấy. Bây giờ cấp độ nó cao là cũng không khó đâu. Có giáp rồi. Táng cây như là gì luôn. Ôi trời ơi mình quên mang ấy rồi. Mình quên mang theo cái giường long rồi. Bây giờ mà kiểu trời tối là không có giường ngủ đâu. Từ từ bạn giết con này đi. 20 cấp à. Cấp độ 20 thì chết là đúng rồi. Có thịt không nhỉ? À mình có mang theo vài miếng. 100 miếng đấy mấy bạn. Adu, bé Lichok cú tê quá nhờ.
Thôi đi các bạn. À, mình thấy có con quạ đen kìa. Làm nhà đây cũng không tợ ha. Để mình ngó xem có chỗ nào đẹp hơn không. Mình làm cái cho nó thẩm mỹ nào. Cái đá này farm được không? À, được, farm rồi, được. Ok luôn đấy. Chúng ta sẽ làm một cái nhà ở đây. Căn cứ thôi, căn cứ nhỏ thôi. Sau đó mình sẽ chạy ra núi tiếp mình chơi nha các bạn. Tạm thời căn cứ ở đây cái đã. Nếu mày chết còn hồi sinh à. Bây giờ chạy lên chết là mất công không, không có hồi sinh ở đây được. Mười tám cái hơi nhiều nhỉ. Ờ mình làm nhà vụ nhà làm nhà cho tròn tí ấy. Quên mất cách làm rồi. Và đợi mình tí á, mình xây nhà bé bé ở đây. Bé thôi. Bạn nào mà chơi bản mobile mấy bạn coi mình xây nhà này cũng hơi bị nghiền đấy. Bởi vì bên mobile nó đâu có xây nhà như này được đâu. Nỗi đau của ai đó ạ. Rồi đó. Ở bên cái bản mobile là chúng ta không có xây được cái nhà kiểu mà tròn tròn như này á. Ôi cái này sao mình lại chờ ra nhỉ? Mình chờ cái loại kia mà sao lại chờ cái loại này bé hơn đâu các bạn. Rồi mình phá đi à. Phá đi đồ. Vừa nãy mình chờ đúng không? Sao mình bấm chờ này mình không nhận ra nhỉ? Đáng chí hay sao ấy. Có hai cái foundation thì cái loại này to hơn thì mình lấy thôi. Ok. Mà nửa đêm làm clip ngáo qua với bạn, mình nói nửa đêm thật đấy. Bạn coi 3 giờ 2 kìa. Ngáo quá nhở. Từ từ các bạn. Đấy. Xây nhà bé bé nhưng mà cũng phải làm nhà trông mày kinh khủng lắm ấy. Đấy các bạn thấy nó tròn chưa? Không quá tròn nhưng mà đây có thể nói là tròn nhất trong survival rồi nhá. Tròn hơn nữa thì mình không biết. Mười một cái. Làm cái đường đi các bạn. Đường đi thì mình sẽ làm ở đây đi. À không, đường đi nó ở bên này nè. Rồi ok. Được không các bạn? Quá được luôn. Đấy vừa đủ luôn đấy. Và chúng ta tạm thời có một cái nhà ở đây rồi. Quá là đỉnh cao luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cần đi săn. Chúng ta cần... Ôi! Sức quái nào mình lại cầm thấy con Duty nhờ. Úi giời ơi! Mình cầm thấy con Duty nè. Quên anh em, mình không định mang theo thú thì lại cầm thấy con Duty rồi. Quên nhá, tôi quên nhá. Tôi không phải là tôi, mẹ tôi cố tình mang theo đâu. Tôi chỉ quên thôi anh em ạ. À. À, tôi không định mang đâu, tôi quên thôi. Chắc chắn là quên luôn đấy. Giờ trong thấy túi đồ có thằng Duty này thấy cũng hơi quan ngại các bạn. Quan ngại sâu sắc. Bây giờ đi đâu kiếm long này không? Bây giờ tối một cái thôi là không có giường ngủ luôn. Nói cho bạn nào không biết thì chúng ta cần có long thú để tạo ra một cái giường. Cái giường đó là có thể ngủ được vào ban đêm và chúng ta sẽ không bị chơi vào ban đêm ấy. Thôi, để mà cho chắc ăn thì mình sẽ xây tạm một cái giường cùi đi. Không ngủ được, cái giường cùi thì không ngủ được. Quay lại làm thêm mấy mũi tên á. Đó mà bắn từ xa cho nó. Ôi chết chết rồi, mình đâu có mang theo tên đâu. Đệt, mình không mang theo tên rồi. À không, mang theo cái ấy rồi, cây nỏ rồi. À đúng rồi, mình đâu có là chơi nỏ đâu. Mình nói mình mang theo có 4 ngón à, 4 món. Khổ quá à. Đang nhà giàu tự nhiên thử giả nghèo cái giờ nó lao đao với tèo luôn.
Tôi đang giàu có, tôi tự nhiên tôi chơi giải nghèo này cái tôi lao đao vãi. Ủa mà tôi đang đứng núi băng mà sao thằng nhân vật nó kêu nóng. Ủa cái tảng metal vừa mình vừa thấy nó ở đây đâu rồi ta? Tảng sắt đâu rồi nhờ? Ảo lòi đấy. À đây, có thế chứ. Đây tảng sắt đây các bạn, farm đi. Ta la la la. Có thế chứ. Tiếp theo là fiber. Ừ, không mang theo cái liềm hái tay các bạn, thôi thớ cũng được. Hái tay các bạn, hái tay. Thiếu gỗ. Rồi ok. Ba cái luôn với bạn. Thôi đi các bạn, mình làm cái lò ha, có gì mình có sắt. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu gọi là đánh kiếm khu núi băng sau các bạn. Giờ lên trên đó nhưng mà chết là chúng ta không không có cách nào quay lại đây đâu ha, tại mình chơi thuyền à, còn chơi thú thì lại không không có đúng theo cái quy trình đã đề ra anh em ạ, là quan ngại sâu sắc luôn đấy. Rồi còn thiếu bốn cái nữa đúng không? Ở bốn cái, bốn cái đặt cái giường ra với bạn. Rồi ba cái các bạn, nhưng mà mình đặt chồng lên. Trời ơi chưa gì nó gặp tí rét rồi, tôi không xây nhà này lẽ là tan hoang với nó đấy anh em. Từ từ bạn ơi, mình tập trung xây nhà trước ha. Này chưa gì gặp tí rét rồi này. Đó, khi bây giờ mình có giáp rồi mình cầm kiếm qua chém solo với nó chứ. Mà thôi bạn chơi như vậy kỳ. Một con đừng cắn được nên nó thêm mấy con duty nữa mở đấy. Để mình xây cho xong cái nhà luôn ha. Nghe chưa gì ra. Kiểu mà nó qua nó cạp nhà là bay bay mấy cái giường của mình á. Kỳ quá. Thật là đáng sợ. Này kiểu như thử thách các bạn, ngày xưa mình chơi bản mobile thỉnh thoảng có mấy hôm rồ lên kiểu mà làm thử thách sinh tồn ở đảo xương đợt chán hết ý tưởng các bạn thành ra thớ. Một hai ba bốn. À, nhân vật lại khát nước rồi. Nó lại kêu đấy các bạn. Quá trưởng thịt. Mỗi lần nó khát nước cái nó kêu trời đất luôn. Rồi, không cần cửa sổ các bạn. Tầm này cửa sổ lộ liễu lắm. À mình có chai nước này, không sao không sao. À cái gì thế này? What the fuck? Cái game này bị sao đấy? Từ từ bạn, từ từ. Quái nào nó đặt được thứ này luôn ạ? À? Mình không nghĩ ra nó đặt được cả thứ này luôn đấy.
bỏ tay nào, ta kết vào đi. À. Lắp vào đi nào. Đấy, nó phải lắp vào như thế này chứ. Đấy, nó phải thở chứ. Đấy. Ok. Hò quá các bạn. Đây. Đó, cái nhà mình như này á. Thôi mình đỡ này cho sáng quá. Mình không lắp đâu ha, mình vây vây như này thôi. Có gì đỡ đây cho sáng quá. Chắc con T-Rex nó không có cả tới đâu ha. Cứ chắc không, cái này không chắc lắm ha. Nhưng mà thôi cứ đỡ đây cho sáng. À mình có thể làm được cái tấm bản đồ này. Và đây là bản đồ của thế giới Ragnarok ha các bạn. Bản đồ khá là to và rõ ràng. Các bạn thấy có thể thấy được cái dòng lát và lon rõ ràng luôn. Ok, và có vẻ chúng ta thiếu một cái cầu thang ở đây đúng không? Đúng 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 đúng. Chặt hết, chặt hết. Còn T-Rex đâu nhở? Kìa kìa nó kìa nó kìa. Cầu thang này. Thiếu cái gì nữa nhở? Cái bàn này, cái bóp này, cái cối đá này, cái gì á, tiếng gì gầm gầm gì á. Ôi trời ơi, bố con chó cút ra chỗ khác cho ta xây nhà. Cút, cút đi. À là gì kìa. Cút đi, cút đi. Coi chừng ta cầm cấp độ bao nhiêu nhỉ, kiếm nó có mạnh không rồi mình. Ôi 95 đấy, chơi được không ta? Từ từ, cái giáp này mình còn trụ được nhát cắn con Giga cơ mà, chắc là mình cân được các bạn. Thoải mái đi, cân nhá, lao vào cân nó nhá. Hello. À nó bỏ đi rồi, nó bỏ đi rồi, thôi thôi, nếu mà nó đã bỏ đi thôi mình vừa thôi. Wow, nó có bỏ thật không vậy trời. Đang định lao vào cầm kiếm, gọi là chém nhau với nó, đọ cu các bạn, đọ kiếm với nhau. À nó thôi rồi đấy. Nghĩ có gì đâu vào nữa, làm hàng rào được ngay mà. Thôi đợi mình làm cầu thang các bạn. À cái bậc thang. Đấy, có thế chứ. Đầy đủ luôn, điện nước là đầy đủ luôn. Ấy có thế chứ. Tôi nghe tiếng ở lại nhà tôi á. Cái gì vậy trời. Chớ cái cung ấy bạn. Thằng này không giết nó không được rồi. Đánh với nó thì sợ hỏng rác với bạn. Giáp của mình bây giờ, ui trời ơi, giáp của tôi sắp hỏng rồi anh em ơi. Không được, không được, không được, không la cà với nó được, cầm cung giết nó hả? Không được rồi. Rồi. Chúng ta sẽ đi làm mũi tên, ui trời sắp tối rồi nè. Đẳng nha. Hái một ít rơm để mà làm cái cung. Cung đâu rồi, cung đâu rồi. À đây 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 đây. Thấy rồi các bạn, thấy. Mà hình như thằng nhân vật của mình bị say nắng hay sao nè. Nó bị say nắng hay sao ấy nè. Màn hình nó cứ có cái hiệu ứng gì nè. Nhưng mà hiệu ứng này nó hơi mờ mờ các bạn, nó không nhìn rõ đâu. Nó bị say nắng hay sao ấy. Ma Vương bị say nắng à. Say nắng tự nhiên nhá. Say nắng mẹ thiên nhiên, không phải say nắng em nào đâu. Anh em đừng vớ vẩn đây.
lại khan nước rồi. Tám mươi ba cái fiber. Ôi phải làm cái lò nung trước rồi, chúng ta làm lò nung cái bàn smithy đi này. Được các bạn, được, không sao đâu. Lò nung còn thiếu đá và fiber. À đây mình tí à, có mình chơi à, nên là hơi lâu tí không ạ, chơi chung thì nó nhanh hơn gấp đôi á. Hello, cái này là shipper thịt đúng không ạ, mấy con này có mấy con shipper nhưng mà shipper giao thịt trả phí bằng cái chết, quá là đắt. Còn thiếu fiber anh em ạ. Metal nãy mình farm rồi, ok luôn. Kiểu mình đến một nơi khác của mình chơi em ạ. Nơi kia thì mình quá giàu có rồi, có dòng rồi, đủ thứ rồi. Sáng qua đây nhưng mà không hẳn là chơi lại à. Chúng ta có bộ giáp này, có cái diều cúp này, có thanh kiếm. Gọi là đủ làm nên chuyện rồi, với lại cấp độ mình cao rồi. Bây giờ cấp max rồi sao, 105. Cái cấp như chó em ạ. Rồi được rồi đó, mình được cái lò đó. Làm hai cái đúng cho nó nhanh à. Trời, hai cái luôn mà vương có khác. Này chắc chắn luôn là cái món đồ đầu tiên mình nung ra, chắc chắn mình tạo ra ấy là chắc chắn là cái lò, cái liềm rồi. Mà hái tay này lâu lắm. Chúng ta phải làm gọi là làm cái liềm ngay và luôn. Hái tay như này đúng lâu ấy. Hai cái này. Cho gỗ vào. Metal nữa trời. Đây mình có sắt đây. Rồi cho nung ạ. Thì nó làm bàn smithy nó là chuẩn bài á. Thiếu gỗ rồi. T-Rex vẫn lang thang ở đây nhỉ, hay là mình bắt nó ta? Mà thôi không được. Mình đâu có gọi là tên mơ đâu bắt nó. Bắt tạm một con mà cưới lên núi tuyết á, để mà có con nó hộ vợ con duty thôi à. Wow. Thôi. Không sao mình xoay giường ha, chơi tử chiến với nó một trận đây. Ui cắn tôi có 3 đam mà. Mày chết với anh rồi. 3 đam. Ây à, vỡ ra. Ây à, trời ơi, Roman, đừng cố lên anh ơi, đừng đợi cái con, mày là với ma vương, thảo với ma vương, mày biết tao là ai không, anh đây là ma vương Sama, sao, solo, hôm nay tôi solo với T-Rex anh em ạ, làm sao, ui dồi, mất đâu nữa cái máu anh em, tuổi, dân ban T-Rex, thấy người ta lành bắt nạt, trò chết mà là ông ngao đau ông bơi là chết ngay, nhưng mà hỏng hai giáp rồi anh em ơi. Chịu luôn đấy. Và làm cái cửa các bạn cho an toàn. Cửa đâu ta, à đây, thấy rồi,
làm được cả cái toilet này. Mình có thể tạo ra cái cây súng này này các bạn ơi. Cái súng này là bắn kiểu mà bắn chói sao ấy, mình nghĩ vậy chưa bao giờ xài luôn đấy mà thấy cũng hay không bạn. Rồi ok. Đây fiber đây. Nâng cấp cái cây cung gỗ rồi nè. Ui gì được có 121 đam nè. Toàn rồi. Cung gỗ này toàn rồi. À có metal rồi nè. Rồi ok ok có metal có metal. Có sắt rồi các bạn ơi, thoải mái thoải mái. Làm cái bàn kia nó là xong xong bài luôn đấy. Ok luôn. Này cái bàn chế tạo Smithy này. Rồi ok luôn đấy. Có cửa luôn. Đó, chuẩn chỉ thế này để ánh nắng mặt trời các bạn. Xịn sò. Gần gũi với thiên nhiên. Cái lưỡi liềm hình như là ở cấp độ 2 máy mình chưa học đúng không? À đây đây đây. Có à bạn? Có. Lưỡi liềm này. Thiếu một metal. Đây 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 đây. Đợi bạn ơi. Ok đủ luôn, đủ. Đủ bạn, thiếu một sắt. Có cái liềm nhá. Ok giờ không phải đi hái nữa đâu. Chúng ta đi gặt. À, gặt như gặt lúa, gặt dạ các bạn. Đây. Tránh ra nào. Có thớ chứ. Đó, phơ luôn nào các bạn. Ui dồi ôi, tưởng nào. Ui, túi đồ T-Rex này. Có gì không? Túi đồ này được cái chân các bạn. Chân này xong rồi triệu hồi boss đấy. Mình cứ lái đi, nó sau này thiếu thì chết. Ui, nó gặt như này thì phơ các bạn, phơ. Đấy. Đập đá đập cây thần thánh quá bạn. Trời, cái nhà mình đâu nhỉ? À bên này, bên này. Đấy, nhà mình gây dựng ra là cũng đẹp quá ha, đúng không? Đẹp, kiểu bé hơn nhà cũ mình một tí nhưng mà đẹp. Hình tròn. Ở trong nhà này cũng ấm cúng, ánh sáng mặt trời, bố đời ngay. Kinh khủng lắm. Các bạn xem nào, như mình kinh lắm. Ui giời ơi, nảy một phát 256 luôn. Ai như con này nảy hai phát được có 173 anh em ạ. Thiếu fiber anh em ạ. Từ từ mình muốn đọ xem cái hai cây cung này, cây cung nào xịn hơn này. Có cung rồi ha các bạn, có cung rồi. Bây giờ vấn đề là trời tối các bạn ơi, mình phải lên núi tuyết trước khi trời tối, hoặc là trời tối mình muốn lên núi tuyết đấy. Ờ mình lên núi tuyết đi các bạn. Tìm con nào có lông giết, lấy lông vừa làm giường các bạn. À được rồi, cố gắng các bạn. Cố. Lấy nước á trời. Trời tối nơi rồi này. Để tôi coi cái nào xịn xò hơn. Wow, 500 đam luôn. Đỉnh đấy. Mang theo một ít thịt tao các bạn. Đợi còn có gì, có cái ăn với lại bình nước này. Còn đây là cái ấy, cái áo lông ạ. Mặc lên nuôi tuyết cho nó không bị lạnh à. Rồi đi. Cố gắng đi kiếm lông để làm cái giường.
Ngã rồi. Mày quá. Phải nước ra. Ok đi đi đi. Mà không biết là chỗ này có đường đi lên không em. Mình nghĩ là có đấy. À đây đây thấy cái dốc này. Trời sắp tối rồi. Lên lẹ nào. Tìm được cái con nào có lông quá à. Ủa mũi tên đâu. Trời ơi ông con mang theo mũi tên. Quay lại quay lại. Chết rồi trời tối rồi bạn ơi. Tìm được con nào giết lấy lông ngon lắm ạ. Còn làm giường nữa trời. Ủa mà vừa nãy mình có làm rồi mà. À chắc mình đổ bên này rồi. Đấy nằm hai cái này. Thôi đi mấy bạn. Đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi. Chúng ta lên núi tuyết. Lên thật lẹ rồi còn gọi là làm cái giường. Trời sắp tối rồi. Đi thôi. Ok bạn uy tín luôn. Ở cái giày giờ nó chạy trên đất này. Con là con lông ở đây không trời. Này núi tuyết ngay trên kia kìa. Chỗ này chưa có băng các bạn. Nó trên kia mà có băng. Con này con quạ. Con quạ ăn xác thối này. Tìm một con sói nào đó mà pha một lông ấy các bạn. Chỗ này vắng teo à, chưa thấy có gì các bạn, chưa thấy có gì hết. À, không có con nào à, có con nào có lông không? Cho xin tí lông đi. Cano này không có lông ấy bạn. Ui. Nó đánh mình kìa. Cỡ đó bạn, chạy 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 chạy. Ui, núi tuyết là đây không các bạn, núi tuyết này. Hai con Allosaurus. Con chó kia để làm gì có lông. À con đuôi kéo ạ. Nhưng mà mấy cái con chó kia nó không có lông ạ. Không có một cái con chó ở kia không phải tự nhiên mình chửi chó đâu. Có một cái con chó ở bên kia á. Ây à. Ngã rồi. Không được các bạn. Trời tối mất tiêu không kịp bạn không kịp. Mà sao không có con sói nào hay là gì ta để mình giết lấy lông ấy. Úi dồi con này gì dai vậy. Mày nhá. Không cho anh gọi là một thở. Anh cũng cho mày gọi tắt thở luôn. Sao. Ám sát ma vương à. Làm gì nhau. Làm gì nhau. Tính ra con này 140 đấy. Các em cũng hơi phí đấy nhưng mà thôi. Lao ngáo đáo bơ cho đi tay luôn. Này nó này. Con này không có lông các bạn. Trên người lắm lông nhưng mà chặt xác không có lông. Vãi tèo lắm. Thôi kệ các bạn mình đi đơm luôn ha. Đi đơm xem có gặp ma không á. Ui con ma hơi bị to à. Hai con ma luôn trời ạ. Từ từ đi đường vòng đi đường quyền cái xem có được không. Để có Pachi này. Không những có ma mà còn có hai con luôn. Đỉnh. Giờ mà chết ở đây là kiểu mà kiểu mà mất luôn túi đồ ấy. Không có ấy nhở. À có voi có voi. Hay quá anh em ơi, có voi nè. À nhưng mà tại sao được có 19 lông bố tổ sư. Mình phải lấy cái rìu rồi. Chặt bằng kiếm nó chỉ cho 19 lông thôi. Và đây anh em đợi tí nhá.
Anh rất tiếc nhưng mà vì quy luật sinh tồn là cháu phải hy sinh vì ma vương Sama. Làm gì nhau? Chấp nhận số phận đi. Hiến tớ cho ma vương đi. Chết đi. Ai à, nó không chết à? Sao con này đầy máu các bạn? Con kia vừa nãy nó sắp chết. Con kia vừa đánh nhau cái gì á? Ai à? Sao? Đôi mắt của ma vương hơi bị sáng đấy nhá. Ấy kìa, các bạn coi kìa, mình chặt được 200 lông kìa. Thôi vừa bạn ơi, vừa có lông rồi, có thể là làm cái giường đi ngủ rồi. Ok. Vừa thôi. Sao mình không chớ dù mình đu một phát từ đây vừa nhà nhỉ? Ý kiến hay, sáng kiến toàn thánh. Từ. Để mình làm dù mình đu về cho nó ngầu lòi các bạn. Cho nó tổ lái. Ủa mà chưa thấy ta. À đây, Parachule. Cần có fiber và thách để mà làm được cái này. Ôi thế thì ở đây không có đâu các bạn. Thế thì mình lại phải chạy bộ vừa rồi. Mình tính đâu làm cái gì đây? Cái này nước chảy à? Này các bạn thấy hiệu ứng gì không này? Nước chảy cái gì này? Đấy. Thôi mình vừa bộ các bạn. Ôi đi né né với con này ra. Chạy ai? Chạy ai? Thôi à. Chết tôi rồi. Ai đó cứu tôi vậy? Rồi. Và tụt. Wow, cái con chó đi. Ngã vì gãy xương anh em ạ. Tôi ngã từ trên cao xuống không kiểm soát tốc độ. Đấy. Chứ không phải vì nó cạp chết các bạn. À nó. Làm thế nào đây, chạy lên trên đó lấy lại túi đồ chăng? Từ từ các bạn, rồi mình qua đây mình làm cái đuốc của mình chạy lên trên đó xem nào. Thôi các bạn, chạy bộ xem nào. Làm một pha gọi là cảm thử chạy bộ các bạn, xem nó đến đâu nào. Ở chỗ nào không lên được à? Ở chỗ kia các bạn, mình thấy cột sáng rồi này. Gì có T-Rex kìa, này chắc mấy bạn không coi được đâu, mắt mấy bạn kém à. À bây giờ, ui xa lắm. Xa lắm pha rồi, xa. Chạy bộ lên luôn khỏi đuốc à. Nhưng mà chắc là cột sáng thì các bạn vẫn nhìn được đúng không? Chết rồi, nó me ở đó rồi, nó canh me rồi. Không chịu ra chỗ khác rồi. Quá con chó này nó kinh quá. Nó canh rồi các bạn, nó canh cái xác của mình rồi. À đây đây, nó đi rồi. Đi thôi. Vở thôi anh em ơi, vở rồi, nó đi ra, nó tấn công con nào ấy, cái là mình chạy mình lấy túi đồ. Rồi ok. Mày quá. Hơn chơi sổ số các bạn. Ây da, lại ngã. Ma nó. Không kiểm soát tốc độ ngã gãy xương các bạn. Ừ sao. Thôi được rồi, chúng ta có giường long rồi khổ. Sắp vào tới nhà rồi đấy. May mà có con voi các bạn. Vừa tới nhà này. Xa quá xa. Úi dồi. Úi giời ơi. Ngã kìa. Gãy xương kìa. Chưa gãy bạn, chưa gãy. Ui vừa tới nhà rồi. Làm được cái giường không ạ? Có lông mà. Mặt trăng rồi bạn. Đứng trong nhà thấy mặt trăng luôn ha.
We going exploring? Đúng fiber. Lại là fiber nhỉ. Đấy, mình quay lại nhà đây. Rồi, ok, xong. Kết thúc rồi bạn, kết thúc. Rồi, được đi ngủ rồi fan ơi. Ok, chúng ta đã có tự cái gì đấy. Đi ngủ được rồi. Trời sáng chưa nhỉ? Ui, trời sáng rồi nè. Đấy, có thế chứ. Đỉnh lắm các bạn, đỉnh. Quá là hay. Ok luôn. Rồi mình nâng cấp cái cây đuốc lên để mà cho cháy lâu các bạn. Còn nếu mà xài không có nâng cấp là nó chỉ được 10 phút à. Quá 10 phút là nó hư các bạn. Nâng nó lên cho nó lâu. Còn mình nâng này nhớ mày chết mất cây đuốc cũng hơi phí các bạn. Kiểu mà đồ nó xịn mình mất công mình nâng cấp lên á. Nhưng mà nhớ mày mình không lấy được túi đồ khi mình chết là mất đi là phí lắm. Ủa không phải cái bàn này. Bàn kia chứ. Ấy vậy mà cây đuốc này cũng gọi là đam tận 422 này. Cây đuốc bây giờ hơi bị sáng không ạ? Để mình xem là thời gian nó biến mất là bao lâu đây. Một tiếng 39 phút và một tiếng 40 phút bạn. Một tiếng 40 phút luôn. Cái đuốc này bây giờ là cái thời gian nó tồn tại mà khi mình ném ra là một tiếng 40 phút. Rồi con T-Rex kìa. Từ từ là mình qua mình săn con quạ các bạn. Có gì lấy thịt thối để chúng ta. Có này mình giết nó cho thịt thối này. Rồi mình qua mình chém nó à. Hỏi cầm nỏ luôn. Cho mày chết. 71 thì thối mà. Ơi, nó qua kìa, đồng bọn qua kìa. Bằng cái rìu thì có nhiều hơn không ta? Ôi, cái rìu ít hơn bạn. Cái rìu nó có 34 à. Thôi được rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Có gì hẹn các bạn trong tập sau. Chúng ta đến một nơi khác chúng ta chơi các bạn. Tạm thời hôm nay là thành công được cái gọi là cái L các bạn. Tôi xoay đẹp này mà tôi chỉ nghĩ đây cái L các bạn. Đẹp vãi tèo luôn. Thôi hợp mấy bạn. Bye bye.